năm học 2021-2022 là năm học hết sức đặc biệt với thông điệp 3T, tiên phong, tương trợ, thích ứng. Các cấp bộ đoàn của khu vực trường học trực thuộc quận, huyện đoàn, thành đoàn thành phố Thủ Đức đã có nhiều nỗ lực, sáng tạo, chuyển mình, đạt được nhiều kết quả tích cực, thiết thực chào mừng đại hội đoàn các cấp, tiến tới đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11 và đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Nhiều kết quả nổi bật, nhiều công trình phần việc được thực hiện bằng sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết, năng động, sáng tạo của tập thể cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên khu vực trường học. Hãy cùng nhìn lại một năm học nhiều màu sắc vừa qua. Các cấp bộ đoàn tăng cường đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trở thành việc làm thường xuyên thông qua các diễn đàn, tọa đàm, hội thi, hội diễn văn nghệ, gắn với xây dựng giá trị mẫu hình thanh niên thành phố và hình thành các không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong trường học. Qua đó đã kịp thời phát hiện, bồi dưỡng các điển hình trong khu vực trường học, tuyên dương điển hình học tập và làm theo lời Bác. Thành đoàn phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy khối Đại học Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, ánh sáng thời đại lần thứ 10 năm 2022 dành cho đối tượng giáo viên trẻ, trong đó phần thi đội tuyển bảng A thu hút 20 đội thi đến từ 16 quận huyện thành phố Thủ Đức. Công tác giáo dục pháp luật tiếp tục được các đơn vị quan tâm, trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến luật thanh niên, chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030, các luật gắn với lĩnh vực phù hợp cho đối tượng khu vực trường học, quan tâm triển khai các hoạt động tuyên truyền, tư vấn pháp luật trực tuyến. Cấp thành tổ chức chương trình kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên và hội sinh viên Việt Nam 9/1/1950, 9/1/2022. Tuyên dương danh hiệu học sinh ba tốt, học sinh ba rèn luyện, sinh viên năm tốt năm 2021, đã tái hiện truyền thống anh hùng đầy vẻ vang của học sinh sinh viên Sài Gòn Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh, thể hiện sự tiếp nối, kế thừa chung tay xây dựng, phát triển thành phố và đất nước. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ vào các dịp 30 tháng 4, 27 tháng 7, tổ chức thăm hỏi, chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng, ba má phong trào học sinh sinh viên được duy trì thực hiện và chú trọng nhân rộng ý nghĩa giáo dục. Cấp thành thực hiện talk show xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường với chủ đề bắt nạt trực tuyến, thu hút hơn 40.000 lượt tiếp cận tương tác. Các quận, huyện đoàn, thành đoàn thành phố Thủ Đức tổ chức diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Trong năm học vừa qua thì hơn một học kỳ là các bạn đoàn viên thanh niên học sinh của quận Tân Bình đã học trực tuyến, thì qua đó nó cũng có những cái khó khăn cho công tác giáo dục cho các bạn đoàn viên thanh niên khu vực trường học. Thì Ban Thường vụ quận đoàn cũng nhanh chóng kịp thời chủ động triển khai các cái nội dung và đặc biệt là chuyển sinh hoạt các bạn sinh hoạt qua trực tuyến. Từ đó các bạn được thực hiện và được sinh hoạt các mẫu chuyện về Bác, các nội dung và đặc biệt là không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Các bạn cũng chuyển thành hình thức trực tuyến, qua đó cũng đảm bảo và thực hiện tốt. Khi mà tình hình trở lại bình thường thì các bạn học trực tiếp. Thì có đơn vị đoàn trường Trung học Phổ thông Nguyễn Chí Thanh, các bạn cũng thực hiện xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh và các bạn cũng làm điểm và từ đó Ban Thường vụ quận đoàn cũng nhân rộng cái mô hình hoạt động này ra cho các đơn vị đoàn trường khác trên địa bàn quận. Và qua đó trong công tác giáo dục thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là khi có sự chỉ đạo và định hướng từ quận đoàn thì các đơn vị đoàn trường sẽ thực hiện một cách rất là bài bản và thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng, từ đó sẽ nâng chất lượng công tác giáo dục trong đoàn viên thanh niên khu vực trường học. Trong năm học 2021-2022, từ cấp thành đến cơ sở, tiếp tục duy trì thực hiện tốt việc tạo môi trường rèn luyện cho các đối tượng trong khu vực, đã có nhiều giải pháp phát huy tính xung kích trong hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy, học tập, thi đua dạy tốt học tốt trước những tác động của dịch bệnh COVID-19. Phong trào Nhà giáo trẻ tiêu biểu đã phát động, tổ chức nhiều phong trào thi đua giảng dạy, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn với nhiều giải pháp cụ thể như đưa vào sử dụng giáo án điện tử, giáo án thực tế, ứng dụng phần mềm điện tử vào giảng dạy trực tuyến trong tình hình dịch bệnh COVID-19. Phong trào học sinh ba tốt được triển khai sâu rộng, đa dạng các hoạt động tạo môi trường cho các học sinh phấn đấu đạt danh hiệu trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp. Qua đó, 109 điển hình tiêu biểu của phong trào học sinh ba tốt thành phố Hồ Chí Minh được Ban Thường vụ Thành đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tuyên dương. Đặc biệt, đã có 67 học sinh được tuyên dương danh hiệu học sinh ba tốt cấp trung ương. Phong trào học sinh ba rèn luyện với các hoạt động học thuật, các hội thi tay nghề được linh hoạt tổ chức phù hợp với thực tiễn, tạo môi trường giúp học sinh nâng cao kiến thức tay nghề. Trong năm học, Ban Thường vụ Thành đoàn đã tổ chức tuyên dương khen thưởng 29 học sinh của khu vực đạt danh hiệu học sinh ba rèn luyện thành phố Hồ Chí Minh. Công tác tuyên truyền cùng với nhà trường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh,
Trong năm học, đã có 221 đội hình tham gia hoạt động phòng chống COVID-19 với 4.689 đoàn viên, học sinh tham gia. Tổng giá trị nguồn lực huy động tổ chức các đội hình là 2,3 tỷ đồng. Chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng Đỏ lần thứ 16 năm 2021 đã thu hút 16.339 chiến sĩ tham gia các hoạt động trực tiếp và trực tuyến. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, Ban Chỉ huy chiến dịch cấp thành và cơ sở đã nỗ lực vận động các nguồn lực xã hội nhằm phục vụ cho việc triển khai các hoạt động của chiến dịch, trong đó tập trung phần lớn nguồn lực cho các hoạt động phòng chống dịch COVID-19. Chiến dịch Xuân Tình Nguyện lần thứ 14 năm 2022 tiếp tục tăng cường các tuyến nội dung, chương trình với 12.117 lượt chiến sĩ tham gia, tập trung vào các chương trình trọng điểm và các ngày hoạt động cao điểm tại cấp thành và cơ sở. Cấp thành tổ chức tọa đàm trực tuyến Thế hệ Z trong kỷ nguyên chuyển đổi số, bạn ở đâu, nhằm trang bị kiến thức số và kỹ năng số, cung cấp thông tin về quá trình chuyển đổi số tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay cho học sinh. Đồng thời tiếp tục tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 17 năm 2022, cuộc thi vô địch tin học văn phòng thành phố Hồ Chí Minh, hội thi tin học trẻ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 31 năm 2022, thu hút đông đảo học sinh trên địa bàn thành phố tham gia. Ngày hội học sinh trung học phổ thông năm học 2021-2022 với chủ đề Hành trình sống trọn đam mê được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại chuyên trang ngayhoihocsinhthpt.sac.vn với hơn 33.000 học sinh tham gia các hoạt động và hơn 107.000 lượt truy cập. Trong năm học, các cơ sở đoàn tiếp tục duy trì và đẩy mạnh thành lập hệ thống các câu lạc bộ, đội, nhóm học thuật và tăng cường các hoạt động hỗ trợ thanh thiếu nhi ôn tập kiến thức trong tình hình thực hiện giãn cách xã hội, kết nối hiệu quả các nguồn lực xã hội để hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học, tiếp sức học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 4,68 tỷ đồng. Sân chơi Thầy trò cùng leo núi lần thứ 3 năm 2021. Với chủ đề Thầy trò tích cực kết nối tương lai nhằm tăng cường các hoạt động giao lưu, gắn kết, xây dựng tình cảm đẹp giữa thầy và trò trong thời hiện đại với 74 đội thi. Việc nâng cao chất lượng các câu lạc bộ kỹ năng, hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội được quan tâm, tiếp tục có bước phát triển, đem lại hiệu quả thiết thực cho đoàn viên, học sinh thành phố. Không chỉ trường Trung học phổ thông Bạch Đình Chi chúng em mà tất cả các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong năm học 2021-2022 đều gặp những khó khăn, thử thách khi mà hơn một nửa học kỳ chúng ta phải học theo hình thức trực tuyến. Thế nhưng mà chúng em không xem đó là khó khăn mà còn xem đó là cơ hội để chúng em có thể được học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm, kỹ năng trong việc thay đổi các phương thức tổ chức hoạt động phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19. Và em nghĩ rằng là sau năm học này thì chúng em có thể học hỏi được thêm nhiều kinh nghiệm và linh hoạt thay đổi cái hình thức tổ chức hoạt động, có thể là vừa kết hợp giữa hình thức tổ chức trực tuyến mà vừa trực tiếp để có thể đáp ứng được nhu cầu tham gia các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên của các bạn đoàn viên thanh niên tại đơn vị cũng như là trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ đoàn các cấp tiếp tục được quan tâm triển khai thường xuyên, hiệu quả. Cấp thành tổ chức chương trình tập huấn cán bộ đoàn trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên năm học 2021-2022 theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của 467 cán bộ đoàn. Tiếp tục phối hợp với Hội đồng đội thành phố, tổ chức chương trình tập huấn công tác đoàn và phong trào thanh niên, công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021-2022 với sự tham gia của hơn 80 cán bộ. Trong năm học, Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức tuyên dương 167 cán bộ đoàn học sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 vào các trường đại học, học viện, cao đẳng, đồng thời giới thiệu các gương cán bộ tiêu biểu tiếp tục phát huy và tham gia công tác đoàn hội tại đơn vị mới. Hội thi đi tìm thủ lĩnh học sinh trung học phổ thông năm học 2021-2022 tiếp tục được tổ chức với phương thức linh hoạt trực tiếp kết hợp với trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội, thu hút 951 cán bộ đoàn học sinh tham gia. Các quận huyện đoàn, thành đoàn thành phố Thủ Đức chỉ đạo tổ chức đại hội, hội nghị đại biểu đoàn trường trực thuộc đảm bảo đúng tiến độ, tiến tới tổ chức thành công đại hội đại biểu đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các quận huyện đoàn, thành đoàn thành phố Thủ Đức. Công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng trong năm học được thực hiện đảm bảo. Kết quả trong năm học đã có 1.264 đoàn viên ưu tú được giới thiệu phát triển đảng, trong đó có 242 đoàn viên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của đảng, có 25 đảng viên là cán bộ đoàn học sinh trung học phổ thông được kết nạp trong năm học. Đồng thời, tổ chức kết nạp 53.712 đoàn viên mới, nâng tỷ lệ tập hợp đoàn viên trên tổng số thanh niên khu vực trường học đạt 81,5%. Sau 2 năm học chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, năm học 2022-2023 đã đến với nhịp sống trở lại bình thường. Các hoạt động của khu vực trường học đang được triển khai vào đầu năm học với nhiều màu sắc đa dạng, khơi dậy cảm xúc, kỳ vọng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, tiếp tục khẳng định vai trò của Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong tạo lập môi trường học tập, rèn luyện cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, giáo viên trẻ.
Với khí thế đó, hứa hẹn mang đến nhiều kết quả nổi bật trong công tác đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học, hòa cùng phong trào chung của tuổi trẻ thành phố anh hùng.